Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc mọi người vạn sự bình an. Chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang. Chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh tội chúc vinh quang. Trước khi đến với phần thông tin chi tiết ngày hôm nay, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức nóng hổi nhất trong vòng 24 giờ qua. Vĩnh Long cao nhất miền Tây về số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong ngày. Các dấu hiệu F0 trở nặng cần liên hệ ngay đến nhân viên y tế. Hoàn thành hai bệ trụ chính dây văn cầu Mỹ Thuận 2. Hàng xóm là F0 vẫn mở cửa ra ban công tập thể dục, virus có bay sang nhà khác hay không? Công an thành phố Hồ Chí Minh công bố 3 nguyên nhân khiến bé gái 8 tuổi bị ngược đãi, bạo hành. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông tin về việc Vĩnh Long cao nhất miền Tây về số ca mắc Covid-19 trong ngày. Cụ thể, trong ngày hôm qua, ngày 31 tháng 12, toàn tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 1.080 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Đứng đầu trong các tỉnh miền Tây về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày và đứng thứ hai cả nước sau Hà Nội với số ca mắc là 1.914 ca. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến 18 giờ ngày 31 tháng 12, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 32.239 ca nhiễm Covid-19 đã công bố và 349 trường hợp tử vong. Vĩnh Long tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 trên 100.000 dân trong 7 ngày qua. Thông tin thứ hai, các dấu hiệu F0 trở nặng cần liên hệ ngay đến nhân viên y tế. Theo các chuyên gia từ bệnh viện nhiệt đới, khi nhiễm bệnh thì F0 tự theo dõi sức khỏe tại nhà và cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, F0 nên ghi thông tin lên tờ giấy và đánh giá 2 lần một ngày với các thông số như nhịp thở tự đếm, mạch, nhiệt độ, đo SpO2 và đo huyết áp. F0 nên liên hệ và báo ngay cho nhân viên y tế nếu thấy khó thở, thường xuyên đau tức ngực. Đối với bệnh nhân khỏe mạnh, không có bệnh nền, nhịp thở trên 50 lần một phút, SpO2 dưới 95%, thì phải liên hệ ngay đến nhân viên y tế để được hỗ trợ chăm sóc kịp thời. Thứ hai, nếu bệnh nhân ho nhiều đờm, ho ga máu thì cần cẩn trọng. Các rối loạn ý thức như lơ mơ, ngủ gà hay kích thích quá là nguy cơ trở nặng. Thứ ba, người bệnh bị tím, nhợt ở môi, đầu di, da tái xanh và lạnh. Nếu bản thân thấy những biểu hiện bất thường trên, nên báo cáo với nhân viên y tế để được xử lý phù hợp. Thứ tư, các triệu chứng khó chịu như sốt trên 38 độ 5 nên hạ sốt bằng thuốc hạ sốt thông thường, thuốc hạ sốt paracetamol 500mg hoặc 1000mg không quá 4 lần một ngày. Còn đối với trẻ, cần tính toán liều lượng sao cho phù hợp, tương ứng từ 10 đến 15mg trên 1kg. Có thể sử dụng các biện pháp lau người, chườm để hạ sốt. F0 ho đau họng cần súc họng hàng ngày bằng sát khuẩn họng. Thứ năm, khi F0 căng thẳng tinh thần, lo lắng thái hóa thì người bệnh nên áp dụng các biện pháp giúp thoải mái tinh thần, thực hiện các bài tập nhẹ nhàng giúp thư giãn. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài thì nên báo cáo cho nhân viên y tế. Thứ sáu, với người cao tuổi, khuyết tật, rối loạn tâm thần cần có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn và chuẩn bị cho các tình huống bất thường, đồng thời phát túi thuốc cho F0 tại nhà. Thứ bảy, trẻ em mắc Covid-19 thì cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề trẻ bú kém, nôn ói, không tỉnh táo, co giật, sốt cao, đau họng, lưỡi đỏ như trái dâu tây, chân tay phù, phát ban thì cần báo cho cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi, nhịp thở trên 40 lần một phút. Trẻ từ 5 đến 18 tuổi, nhịp thở dưới 30 lần một phút. Trẻ sốt có thể hạ sốt, bù điện giải, không tự ý sử dụng kháng viêm, kháng sinh, mặc quần áo rộng rãi cho trẻ và vệ sinh răng miệng cho trẻ. Cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày, cha mẹ cũng cần bình tĩnh để động viên, trấn áp cho con, tạo điều kiện cho con vui chơi tại nhà. Cuối cùng, khi cách ly ở nhà, người nhiễm ở phòng riêng, có cửa sổ và thường xuyên rửa tay trước và sau khi nấu ăn, sau khi ho, hắt hơi, chạm tay vào các bề mặt, sau khi đi vệ sinh, sau khi dọn rác thải, vân vân.
F0 cần che miệng bằng giấy khi ho, hắt hơi, rồi chuyển vào thùng rác có nắp đậy. Quần áo cần giặt với nước ấm, sấy khô, phơi riêng. Còn bề mặt tường, đồ vật trong phòng cần dùng nước sát khuẩn để lau hàng ngày. Thông tin thứ 3, hoàn thành hai bệ trụ chính Gia Văn cầu Mỹ Thuận 2. Ban quản lý dự án 7 cho biết đã hoàn thành bệ trụ chính Gia Văn cầu Mỹ Thuận 2 từ ngày 22 tháng 12, vượt 9 ngày so với kế hoạch. Hai bệ trụ chính Gia Văn là trụ T15 và T16. Để thi công mỗi bệ trụ, nhà thầu phải sử dụng 4.800 khối bê tông và 8 tấn thép. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là một dự án cầu Gia Văn lớn, phức tạp, với nhịp chính Gia Văn dài 650m. Theo sơ đồ, với hai trụ tháp cao trên 125m. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công vào đầu năm 2020, với tổng mức đầu tư dự án là trên 5.000 tỷ đồng. Do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án số 7 là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo kế hoạch, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành vào năm 2023 để nối thông toàn bộ cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Thông tin thứ tư, hàng xóm là F0 vẫn mở cửa ra ban công tập thể dục, virus có bay sang nhà khác hay không? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành F0 hay F1 vì chúng ta vẫn phải đi làm, lao động, đi chợ, đi mua sắm, vân vân. Khi hàng xóm của bạn là F0 thì người đó chỉ hơn người khác là được phát hiện. Vì hiện nay có thể bất cứ khu dân cư hay khu chung cư nào đều có thể có sẵn những F0 do chưa được xét nghiệm nên chưa biết hết hoặc đang ủ bệnh. Nếu F0 cách ly ở nhà, không thể bắt họ đóng cửa mà cần phải được mở cửa sổ để thoáng khí. Bác sĩ Khanh nhấn mạnh phải hiểu virus SARS-CoV-2 chỉ lây cho bạn nếu như bạn vẫn sang nhà F0 và trò chuyện trực tiếp với họ, chứ không phải họ mở cửa mà virus bay sang. Vì khi virus bay ra ngoài, lập tức bị làm loãng, gặp khí nóng là chết. Dù cho họ có ra ban công đứng, đều không thể thải ra virus bay vào nhà bạn. Nếu một căn nhà chỉ mới có một vài F0 hay toàn là F1 mà bắt họ đóng cửa, khiến không khí bên trong tù túng, có thể đã vô tình khiến những người chưa bị bệnh trong căn nhà đó cũng nhiễm theo, và họ có thể trở thành ca nặng. F0 trong không gian ngột ngạt sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Phần cuối của video là thông tin về việc Công an thành phố Hồ Chí Minh công bố 3 nguyên nhân khiến bé 8 tuổi bị ngược đãi, bạo hành. Tối ngày 31 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ bé gái VA 8 tuổi tử vong do bị dì ghẻ bạo hành xảy ra tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp báo do Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Đồng thời trước đó, vào ngày 28 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, về tội hành hạ trẻ em. Đến ngày 31 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, là cha ruột của bé VA, về hành vi giúp sức cho đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tại cuộc họp báo, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, đại diện cho Công an thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ bị can Thái trong vụ việc. Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi vi phạm của các đối tượng này. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc bé VA bị hành hạ, ngược đãi, Thượng tá Đạt cho biết, thứ nhất, do việc ly hôn giữa cha mẹ, bé VA được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình. Tiếp theo là thiếu sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với bé VA. Thứ ba, không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng, cụ thể là chung cư nơi bé sinh sống hầu như khép kín. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua, khiến nhà cách ly với nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau. Nói về vụ việc, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang,
Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sự việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định các hành vi của các đối tượng để đưa ra xử lý đúng người đúng tội. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.